Kính thưa Phó Giáo sư Trần Văn Ngọc, thưa tất cả các đồng nghiệp, thì chúng ta đã nghe bài hen, lần này là lần thứ ba rồi. Thế thì chúng ta sẽ phải xem lại về các cái quan điểm chung quanh cái Gina 2020 mà như hồi sáng thì chúng ta cũng đã trình bày những cái điểm mới nhất của Gina 2020, tức là chủ yếu là cái việc không sử dụng Sapa đơn thuần. Thì việc đó tất cả mọi người chúng ta đều đồng ý. Nhưng mà cái đề xuất khác của Gina là chúng ta sẽ sử dụng Formoterol và ICS khi cần ở bậc 2 và ở bậc 1. Thế thì cái điều này thì tôi nghĩ là vẫn còn phải được cân nhắc, phải được sự đồng thuận nhiều hơn. Mặc dù là Gina đã đưa ra cái kết luận đó dựa trên những cái nghiên cứu RCT nghiêm túc, Randomized Control Trial, đàng hoàng được đăng lên trên các tờ báo rất lớn của New England Journal of Medicine hay là trên Lancet. Nhưng mà cái việc đó là mới từ cái nghiên cứu từ năm 2018 và được Gina đưa vào năm 2019 và nhắc lại một lần nữa vào Gina 2020. Và cái bảng quản lý tài liệu của Bộ Y tế của chúng ta dựa lên trên Gina 2019 thì cũng y hệt như vậy, chúng ta dựa trên 2019 và cũng bắt đầu đề xuất là chúng ta sẽ sử dụng ICS Formoterol khi cần ở bậc 2 và ở bậc 1. Thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa chung quanh các cái vấn đề này. Chúng ta sẽ nhìn xem là ở trên thế giới người ta sẽ có những cái guideline như thế nào trong cái Gina so với những cái thay đổi của Gina 2020. Thì hồi sáng tôi cũng đã trình bày. Với quý vị là Gina là một cái bản kết hợp rất là quan trọng giữa Viện Tim Phổi Huyết học Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới. Và cái định nghĩa hen thì có những cái điểm là viêm mạn tính đường dẫn khí và tắc nghẽn luồng khí cũng như là các triệu chứng là thay đổi. Và bây giờ cái cơ chế bệnh sinh thì hồi nãy bác sĩ Sương cũng đã có trình bày. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có ba kiểu. Một là thường xuyên nhất và quan trọng nhất là cái kiểu qua trung gian của TH2 và gây ra một cái viêm của eosinophil. Một số ít hơn nữa là do neutrophil. Thì tới thời điểm này chúng ta cũng chưa có cái thuốc nào để mà điều trị của neutrophil, thì có thể là người ta sẽ giới thiệu cái macrolide, dùng các cái cơ chế kháng viêm của macrolide để mà điều trị cho cái nhóm này. Và tới cái phần mà bị tái cấu trúc đường dẫn khí thì chỉ còn có một cách là đốt đường dẫn khí, thermoplasty. Thì cái viêm thì chúng ta thấy là do hậu quả của cái dị nguyên nó tác dụng lên trên tế bào đuôi khai và trên cái dưỡng bào sẽ sinh ra cái vòng TH2, sinh ra tế bào ái toan, một số ít bạch cầu đa nhân trung tính. Và do những cái hậu quả này mà chúng ta thấy là cái niêm mạc đường dẫn khí của bệnh nhân hen là đã bị bong tróc. Cái việc bong tróc này là nó đã mở ra cái đuôi của cái đầu cảm nhận của dây thần kinh số 10, làm cho bệnh nhân rất là dễ bị kích thích. Thì các bạn thấy là các bệnh nhân hen của mình là rất dễ bị kích thích. Lạnh một chút, nghe mùi nào một chút, mùi lạ, mùi khói, thì là bệnh nhân sẽ bắt đầu ho, khò khè, khó thở, là do cái việc bong tróc của cái tế bào phế quản này. Đồng thời cũng do viêm mà tăng tiết chất nhầy, nuốt nhầy lúc nào cũng phát hiện ra ở trong cái đường thở của bệnh nhân. Và mạch máu mới được tăng sinh và phù mạch, thoát mạch, đồng thời tăng sinh cái tế bào cơ trơn phế quản. Thì đây là nguyên nhân gây ra những cái đợt co thắt đường dẫn khí có thể đưa đến tử vong cho bệnh nhân hen. Và một cái tình trạng rất là nguy hiểm là tái cấu trúc đường thở. Nếu chúng ta không kiểm soát hen tốt thì dần dà tất cả những cái hóa chất trung gian gây viêm, những cái cytokine
sẽ làm bong tróc biểu mô và đưa đến những cái sửa chữa và tái cấu trúc một cách bất thường, tăng sinh cơ trơn và tuyến nhầy và làm cho một cái tình trạng tái cấu trúc đường thở. Mà tới thời điểm đó thì chúng ta không còn thuốc men nào có thể gỡ ra được ngoài cái việc dùng nhiệt để mà đốt cái lớp cơ trơn mà thôi. Thì cái phương pháp đó thật sự ra cũng rất là mới và người ta cũng chưa biết được cái mức độ an toàn của nó như thế nào, cho nên Gina cũng không có khuyến cáo mạnh. Mà nếu mà làm thì chúng ta phải làm ở trong những cái trung tâm nghiên cứu. Nhưng ở Việt Nam thì chúng ta cũng chưa thực hiện cái việc này. Cho nên cái việc mà ngăn chặn cái tái cấu trúc đường thở là một công việc mà tất cả các bác sĩ chúng ta phải lưu tâm. Và như vậy thì chúng ta có những cái hình ảnh rất là kinh khủng của một bệnh nhân hen so với một cái đường thở thông thoáng của một người bình thường, thì cái đường thở của bệnh nhân hen nhỏ lại và lúc nào cũng có rất là nhiều đờm. Chúng ta thấy có nhiều xơ lớp ở dưới lắng động collagen. Chúng ta thấy số lượng mạch máu da tăng lên. Chúng ta thấy tăng sản và phì đại các cái cơ trơn và tuyến ở dưới niêm thì tăng thể tích để mà tăng tiết đạm. Và khi mà các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân hen thì chúng ta đều thấy rằng là ngay tức khắc gần như trong vòng 2 tuần lễ sau thì bệnh nhân đã tới mừng rỡ nói với chúng ta là họ không còn triệu chứng, kể cả triệu chứng ban đêm, đó là một triệu chứng rất là nặng. Và FEV1 cũng được từ từ được cải thiện và lưu lượng đỉnh buổi sáng cũng được cải thiện. Và điều rất là vui mừng mà Gina cũng phải khuyến cáo là các bạn phải nghe được cái câu là từ khi được bác sĩ điều trị, tôi không cần dùng thuốc cắt cơn nữa. Thì cái đó là một cái mục tiêu mà tất cả chúng ta phải lưu ý đến, để mà bệnh nhân không có phải sử dụng, lạm dụng Saba như là Gina lo lắng. Thế thì Gina nhấn mạnh lại là không được dùng Saba đơn thuần. Thì cái câu đó tất cả chúng ta phải đồng thuận với Gina về vấn đề này. Thì đó là cái thay đổi quan trọng nhất từ 30 năm qua. Không sử dụng Saba đơn thuần kể cả bậc 1. Và chúng ta không điều trị dứt điểm bệnh hen được, nhưng mà chúng ta kiểm soát hen được. Bệnh nhân sẽ không có triệu chứng ban ngày trong 2-4 tuần qua, không bị thức giấc ban đêm, không sử dụng Saba, không giới hạn vận động. Tất cả chúng ta sẽ cố gắng làm sao cho bệnh nhân được kiểm soát tốt, không có một cái dấu hiệu nào ở trong 4 cái điểm này. Và chúng ta cũng có thể sử dụng cái bảng ACT, Asthma Control Test, để bệnh nhân có thể đánh giá. Thì quý vị thấy là cái thang điểm của nó từ 5 cho tới 25 điểm. Và cái mốc của nó là 20. Nếu bệnh nhân có 20 điểm trở lên thì các bạn thấy là đợt cấp là gần như là không có hoặc là giảm xuống. Và nếu mà bệnh nhân càng xấu thì cái điểm nguy cơ của đợt kịch phát sẽ tăng lên rất là cao. Ví dụ bệnh nhân chỉ có 5 điểm ACT thì cái nguy cơ lên tới 17 lần đợt kịch phát. Cho nên cái việc kiểm soát hen là cái việc mà chúng ta phải bắt buộc đạt được. Và rõ ràng là nếu mà kiểm soát hen xấu thì là đợt cấp rất là cao. Đây là điểm xấu. Kiểm soát hen trung bình, kiểm soát hen tốt thì gần như là bệnh nhân không vào đợt cấp nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái việc cảm nhận của bệnh nhân đối với cái mức độ kiểm soát hen mình thì rất là kém. Bệnh nhân nhận thức chưa đúng về độ nặng của hen, dù cho là họ là nhẹ ngắt quản, nhẹ dai dẳng hay trung bình hay nặng, thì tất cả đều có nguy cơ là không kiểm soát tốt cái hen của mình. Và nhiều nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu của giáo sư Patrick, cho thấy là bệnh nhân hen kiểm soát tốt 28% thôi, nhưng mà tới 96% là họ nói là họ tốt. Kiểm soát một phần được có 21% thôi, nhưng mà họ lại bảo là 87% là tương đối tốt. Đặc biệt là không kiểm soát là 51%, nhưng mà 55% là cho rằng là mình tương đối tốt. Cho nên cái việc cảm nhận của bệnh nhân là một cái việc rất là không đáng tin cậy. Chúng ta phải dựa lên trên những cái yếu tố khách quan và do bác sĩ kiểm soát. Bệnh nhân nhận thức kém về kiểm soát hen thì đã được lặp đi lặp lại bởi nhiều cái nghiên cứu. Ví dụ như bệnh nhân không được kiểm soát
thì lại cho là 83,7% cho là đã kiểm soát. Bệnh nhân kiểm soát kém thì cũng cho 95% cho là họ được kiểm soát. Cho nên một điều nhấn mạnh với chúng ta rằng là chúng ta không thể dựa lên trên cái sự cảm nhận của bệnh nhân để mà đánh giá mức kiểm soát hen được. Và một cái điều nguy hiểm khác nữa là bệnh nhân tuân thủ điều trị rất là kém. Ở đây là bệnh nhân dùng ICS Vilaba hoặc là bệnh nhân dùng ICS đơn thuần. Thì các bạn thấy là cao nhất đó là cũng chỉ được 48% là tuân thủ với ICS Laba và 34% là tuân thủ với ICS mà thôi. Cho nên những cái lo lắng của Gina là bệnh nhân lạm dụng Saba là hoàn toàn có cơ sở. Vì như vậy thì cái nghiên cứu Sigma là đưa ra để chứng minh rằng là nếu ICS hoặc Moterone dùng khi cần thì sẽ bảo vệ cho bệnh nhân khỏi được cái đợt cấp. Thì cái chi tiêu đó thì được, bệnh nhân không bị đợt cấp khi dùng ICS hoặc Moterone khi cần. Nhưng mà trên cái tiêu chí kiểm soát hen thì chúng ta thấy rằng là nếu mà bệnh nhân sử dụng Budesonide mỗi ngày thì kiểm soát hen vẫn tốt hơn là dùng Budesonide hoặc Moterone khi cần. Mặc dầu là tần suất của hai kiểu sử dụng là như nhau, dùng khi cần hay là dùng mỗi ngày. Về đợt cấp thì như nhau, nhưng mà rõ ràng là về cái mức kiểm soát hen thì nếu bệnh nhân dùng mỗi ngày thì mức độ kiểm soát hen vẫn là tốt hơn. Và đánh giá trên cái cải thiện chức năng phổi. Về phân tích hậu kiểm của Gold thì cho thấy là ICS Laba liều cố định thì sẽ giúp tăng hiệu quả đạt kiểm soát tốt. Tức là chúng ta phải nhấn mạnh cái việc kiểm soát tốt của bệnh nhân. Thì ở đây là kiểm soát tốt với fluticasone, ở đây là kiểm soát tốt với fluticasone cộng với salmeterol. Và đây là cái mức kiểm soát hoàn toàn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu chúng ta dùng ICS cộng với Laba thì lúc nào cái mức kiểm soát và kiểm soát hoàn toàn thì nó cũng tốt hơn là chúng ta dùng ICS đơn thuần. Và dĩ nhiên cái đó chúng ta sẽ theo bậc bệnh nhân mà chúng ta sử dụng. Gina thì khuyến cáo là sử dụng ICS sớm cho bệnh nhân. Và nếu dùng ICS thường xuyên cộng với Saba khi cần, các bạn nhớ là Saba khi cần thì sẽ kiểm soát được triệu chứng, giảm nền viêm, tái cấu trúc, đợt cấp và nhập viện. Và dù gì đi nữa thì Gina 2020 vẫn dùng Saba để kiểm soát cơn ở tất cả các bậc, để cắt cơn ở tất cả các bậc. Và trong cấp cứu thì vẫn dùng để điều trị co thắt phế quản. Và trước khi vận động thì vẫn cho phép sử dụng Saba để đề phòng co thắt phế quản do vận động. Và như vậy thì cái việc sử dụng ICS hoặc Moterone liều thấp khi cần thì chúng ta chỉ mới có từ năm 2018, được Gina đưa vào năm 2019. Thì chúng ta vẫn phải còn thời gian để mà xem được. Và khi mà điều trị hen thì các bạn nhớ là phải thường xuyên đánh giá hen. Chúng ta phải nói với bệnh nhân là phân biệt được cho bệnh nhân thế nào là thuốc kiểm soát hen và thế nào là thuốc cắt cơn hen. Việc này là các bác sĩ phải luôn luôn phân biệt, giúp cho bệnh nhân phân biệt cái việc này. Tức là thuốc kiểm soát hen thì sẽ giúp ngăn ngừa triệu chứng, nhưng mà phải dùng hàng ngày và không đem lại hiệu quả nhanh chóng. Thì cái điều này là làm cho bệnh nhân rất là ghét ICS, vừa mắc mà lại vừa không hiệu quả. Thì các bác sĩ cũng phải nói giống như là mình đánh răng vậy, mình đánh răng sáng chiều, mình không thấy gì hết nhưng mà nó bảo vệ. Và phải phân biệt cho rõ thuốc Saba chỉ là thuốc cắt cơn mà thôi, không đem được kiểm soát lâu dài. Và nếu mà dùng hơn 2 ngày một tuần thì như vậy là việc sử dụng ICS là cần thiết. Các bác sĩ phải kiểm tra kỹ năng sử dụng buồng hít của bệnh nhân và phải thường xuyên đánh giá cái mức độ. Như thế thì cái vị trí của Saba các bạn vẫn thấy là nó nằm ở cái chỗ cắt cơn khi cần. Và Gina cũng đề nghị mỗi khi mà dùng Saba thì chúng ta nên dùng ICS liều thấp. Thì điều này cũng là một điều mới mà chúng ta phải nhắc nhở cho bệnh nhân. Và cái liều thì hồi sáng chúng ta đã nói rồi, nó rất là thấp, cho nên xin quý vị lưu ý. Như vậy thì nhìn lại cái vị trí của Saba đó, 50 năm sử dụng rồi nhưng mà nó vẫn còn hiệu quả.
có được dùng để ngừa co thắt phế quản do vận động, dùng 2-4 nhát 20 phút trước vận động. Vẫn được dùng để cấp cứu trong đợt kịch phát hen, và mỗi khi dùng SABA thì nhớ dùng thêm ICS. Vấn đề của chúng ta là phải phân biệt cho bệnh nhân thuốc nào là thuốc cắt cơn, thuốc nào là thuốc ngừa cơn. Nếu mà có hai loại cùng trong một bình hít thì chúng ta càng dễ hơn nữa. Như thế thì bây giờ làm sao để ngăn chặn việc lạm dụng SABA? Chúng ta phải giáo dục. Vẫn còn những trường hợp bác sĩ kê cho bệnh nhân dùng SABA đơn thuần. Việc này là vẫn còn, các bạn phải phân biệt cho rõ. Hen là viêm và dùng ICS. Bệnh nhân hen không dùng thuốc cắt cơn là thành công. Thì cái này tôi vẫn nói với các bác sĩ phải nghe được cái câu này. Kể từ khi được điều trị hen, tôi không cần dùng thuốc cắt cơn nữa. Và bệnh nhân của chúng tôi thì luôn luôn đem thuốc cắt cơn đi theo người, nhưng mà hết đát thì mua lại, chứ gần như là không sử dụng. Tất cả chúng ta phải phấn đấu cho đạt được cái việc này. Việc thứ hai nữa là ở nhà thuốc. Đây là cái nơi hướng dẫn bệnh nhân sử dụng SABA lần đầu. Cho nên chúng ta phải giáo dục cho nhà thuốc, cho dược sĩ. Khi mà bệnh nhân đến khó thở, mình có thể bán SABA cho bệnh nhân, nhưng mà phải hướng dẫn bệnh nhân đến gặp bác sĩ. Và đặc biệt là bệnh nhân nào mà mua SABA nhiều lần thì phải cảnh báo mạnh với họ. Và như vậy chúng ta phải mở rất là nhiều cái cuộc hội thảo để cập nhật thông tin, thuyết phục dược sĩ và người bán thuốc. Đừng có bán SABA quá nhiều lần, và luôn luôn khuyến cáo bệnh nhân nào mua SABA thì đi gặp bác sĩ. Đối với bệnh nhân thì các bạn phải nói được cái câu này: ngừa cơn, điều trị hen là ngừa cơn hen chứ không đợi lên cơn hen mới cắt, vì rất nguy hiểm và không lúc nào phải thành công. Dùng thuốc hen, ví dụ như ICS, Sanmeteron, nếu không thấy tác dụng gì thì vẫn tốt, cũng giống như đánh răng mỗi ngày. Thì đây là cái câu mà chúng tôi lặp đi lặp lại ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để khuyến khích bệnh nhân sử dụng ICS. Và điều quan trọng nữa là phải cung cấp thuốc hen bảo đảm chất lượng cho bệnh nhân. Và như thế, nếu chúng ta có được những cái thuốc tốt, giá rẻ cho bệnh nhân thì cái đó vẫn là cái tối ưu so với những đất nước mà đang nghèo như chúng ta. Và nếu chúng ta nhìn qua cái guideline của Singapore thì chúng ta thấy là họ vẫn đề nghị là chúng ta sẽ dùng cái liều ICS thấp nhất mà hiệu quả. Như thế thì ở Đại học Y Dược chúng tôi xài bậc 1 là 1 nhát, có thể 1 nhát cách ngày, 1 nhát cách 2 ngày, 1 nhát 1 tuần. Và như thế bệnh nhân rất là vui mừng vì được hạ liều nhưng mà vẫn được bảo vệ bởi ICS. Chúng tôi không muốn bệnh nhân đánh giá khi cần, bởi vì chúng tôi sợ là bệnh nhân đánh giá không có đúng với cái thực tế của họ. Một cái guideline khác cũng rất là quan trọng là guideline của Nhật. Thì họ cũng thấy, họ cũng không đồng ý ở cái việc mà dùng khi cần ở bậc 1. 2020 họ cũng vẫn nói là sử dụng corticoid liều thấp. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta ở bậc 1 này, chúng ta sẽ tìm liều thấp mà hiệu quả nhất cho bệnh nhân hen, giống như là của guideline Singapore đã đề nghị. Tôi đã viết cái đề xuất này cho Hội đồng Khoa học của Gine, họ nói là họ đang xem xét, thì để xem thì như thế nào. Bởi vì mình không thể nào giao cho bệnh nhân cái việc quyết định khi nào dùng ICS được. Như vậy đó, cái việc mà Gina cảnh báo việc sử dụng SABA đơn độc là đúng đắn. Chúng ta cương quyết không để cho bệnh nhân dùng SABA đơn độc. Và chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân cẩn thận thuốc nào là thuốc ngừa cơn, thuốc nào là cắt cơn. Và thông điệp là ngừa cơn chứ không đợi lên cơn mới cắt. Và nếu mà chúng ta dùng một cái loại ICS LABA mà dùng vào mà không thấy hiệu quả gì hết thì cũng giống như chúng ta đánh răng mỗi ngày. Và dứt khoát là phải có ICS duy trì. Bệnh nhân hen nhẹ chúng ta có thể dùng ICS đơn thuần hoặc là ICS formoterol cách ngày, và có thể thấp hơn nữa cách 2 ngày mỗi một tuần một nhát như chúng tôi đã sử dụng và vẫn rất là thành công. Chúng tôi đã tiến hành một cái nghiên cứu hồi cứu và sẽ tiến hành một cái nghiên cứu tiến cứu để chứng minh với Gina rằng là bệnh nhân hen nhẹ bậc 1 có thể dùng ICS hoặc là ICS cộng với formoterol cách ngày, có thể thấp hơn nữa và vẫn được bảo vệ, và bệnh nhân cũng rất là hài lòng.
Ngày 13 tháng 12 thì chúng tôi sẽ mừng 20 năm đơn vị quản lý hen và SUPD trong cộng đồng EcoQ. Ngày 13 tháng 12 lúc 8 giờ tại Windsor ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì xin mời tất cả các bạn đến tham dự để mà chúng ta trao đổi kinh nghiệm với nhau trong cái việc quản lý một cái bệnh khó khăn này. Xin cảm ơn.